Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ cổng nhôm đúc chống đồng Đông Sơn. Tại sao bộ này là gọi là chống đồng Đông Sơn? Tại vì là phía hai bên cánh của cổng thì được lấy họa tiết chủ yếu là từ mẫu cỏ chống đồng. Đây là những con hạc. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Con hạc, con chim. Ở giữa là ngôi sao. Một hình ảnh quen thuộc, được rất nhiều người ưa thích. Bộ cổng này thì được thiết kế các cái nan kín. Đây các bạn nhìn thấy không? Kín. Cái này là do cái yêu cầu của phía gia chủ, có người thì thích là đặc, có người thích là kín. Nhưng mà đây thì công trình này bên mình làm là kín. Phía trên là có ba cái mũ vua, mỗi cánh là một mũ vua. Và bên trên giữa đỉnh là được một cái mũ vua của hai cái cổng khép lại. Khi thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là phía tay nắm. Tay nắm này thì cũng được ở bên mình đúc nguyên khối. Cái này hình tròn, cầm nắm rất là thuận tiện. Đây các bạn nhìn thấy không? Tay mình đang cầm đấy rất là thuận tiện. Trên thì nhọn. Đấy, nó thon vào, rất là đẹp. Phía dưới huỳnh này thì cũng được thiết kế là kín, chứ không có hở như này thì tránh như ví dụ như là các cái con như là chó mèo là không thể chạy từ ngoài ra vào được. Và được trang bị trên motor tự động của hãng Roger. Đấy. Bộ cổng này thì được thiết kế kèm theo đó là cái trụ nhôm đúc. Các bạn nhìn thấy không? Trụ khi mà được làm cùng với cổng thì nó rước cái cổng lên rất là đẹp, hoành tráng. Nhìn nó nổi hẳn ngôi nhà lên. Chúng tôi đã làm rất nhiều bộ cổng, nhưng mà khi mà có cái nhôm vào trong cái trụ thì nhìn cái bộ cổng nó khác hoàn toàn. Mình đứng lùi ra xa để các bạn dễ hình dung. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Khi có cái trụ vào nó rước cái bộ cổng lên rất là nhiều. Đó. Bên cạnh là một hàng trông cao 50 phân, cũng được thiết kế tương đối đơn giản. Đó. Bên trên mỗi cột trụ là lồng đèn. Nếu các bạn có nhu cầu thi công, thiết kế, lắp đặt cổng nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại 0946 266 860. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của công ty chúng tôi. Xin chào các bạn.